Xin Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại kênh YouTube của Adam Furniture. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người về một loại vật liệu rất được ưa chuộng trong lĩnh vực nội thất cũng như là tủ bếp, đó chính là đá nhân tạo. Và cụ thể chủ đề mình muốn chia sẻ hôm nay đó chính là sự khác biệt giữa đá nhân tạo gốc thạch anh Vicostone và đá nhân tạo thường. Nguyên liệu và công nghệ sản xuất đã khiến cho đá thạch anh cao cấp Vicostone và đá nhân tạo thường có sự khác biệt về tính thẩm mỹ, độ bền cũng như là giá thành. Và để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai dòng đá này thì mời mọi người hãy cùng Mai Đâm tìm hiểu trong video này nhé. Có nhiều người thắc mắc đá nhân tạo được làm từ nguyên liệu gì thì loại vật liệu này được cấu thành từ ba nguyên liệu chính. Đó chính là cốt liệu, chất kết dính và chất tạo màu. Đá nhân tạo là loại vật liệu được tạo thành từ nhiều loại hợp chất như là xi măng, keo dán, các mảnh đá. Từng loại đá nhân tạo thì sẽ có các thành phần cấu tạo khác nhau. Đá nhân tạo có ưu điểm là sự đa dạng về kiểu dáng và màu sắc. Độ bền của sản phẩm thì cũng được đánh giá cao, ngày nay đá nhân tạo được ứng dụng trong nhiều công trình với các sản phẩm đa dạng như là làm mặt bàn bếp, bàn trà, bàn ăn, quầy bar, ốc tường vân vân. Đó là khi chúng ta định nghĩa chung về đá nhân tạo còn riêng đối với dòng đá nhân tạo gốc thạch anh Vicostone mà mình đang cầm trên tay đây là loại đá sử dụng 90% cốt thạch anh tự nhiên nguyên chất được liên kết bởi keo resin và bột màu. Sản phẩm được sản xuất bởi công nghệ Breton của Ý và được rung ép trong môi trường chân không nên đạt được độ đặc chất tuyệt đối. Đá Microstone đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe về tính thẩm mỹ và độ an toàn được các thị trường nổi tiếng khó tính như là Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc ưa chuộng. Với hơn 130 mẫu mã và màu sắc khác nhau thì cho phép chúng ta thỏa sức lựa chọn. Và để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa đá Vicostone và đá nhân tạo thư thì mình sẽ đi phân tích cụ thể hơn về ưu và nhược điểm của từng loại. Về ưu điểm của đá thạch anh Vicostone, thứ nhất đó là độ bền cao. Với cốt liệu thạch anh chiếm hơn 90% trong thành phần cấu tạo thì đá Vicostone có độ cứng rất cao, chỉ sau kim cương và bền đẹp theo thời gian. Thứ hai đó là khả năng chống thấm hoàn hảo. Độ thấm hút dưới 0,05% sử dụng được cho các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với nước như là mặt bàn bếp, này, bồn rửa, bồn tắm. Ưu điểm thứ ba đó là khả năng chống trầy xước rất tốt và đặc biệt là sản phẩm có khả năng chống lại sự phát triển của vi khuẩn. Đá Vicocetone đạt được các chứng nhận an toàn bởi các tổ chức quốc tế như là NSF về độ an toàn tuyệt đối khi mà tiếp xúc với thực phẩm và con người. Chính bởi vì độ an toàn cao mà dòng đá VicoStone này có thể sử dụng được trong các phòng thí nghiệm, này trường học hay là các công trình xanh. Và một cái ưu điểm nữa của dòng sản phẩm này đó là dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng. Tiếp đến là sự đa dạng về mẫu mã và màu sắc với hơn 130 mã màu mà mình đã đề cập ở trên thì dòng sản phẩm này đáp ứng được tốt cho mọi không gian nội thất. Và cái ưu điểm cuối cùng và cũng là ưu điểm nổi bật của dòng sản phẩm VicoStone đó là đối với các dòng sản phẩm mà có vân lớn như thế này, thì đá Vicocetone có khả năng nối văn, ghép văn để tạo nên sự liền mạch và tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian. Bên cạnh những cái ưu điểm thì dòng đá Vicocetone vẫn tồn tại những cái hạn chế nhất định. Thứ nhất đó là về giá thành, thì dòng đá Vicocetone sẽ có giá thành cao hơn so với những dòng đá nhân tạo thông thường. Và cái hạn chế thứ hai nữa đó là nhiều sản phẩm có văn đá khá nổi bật, chúng ta cần phải biết cách kết hợp để mà phù hợp với không gian nội thất tại những vị trí cần độ bo cong, bo tròn thì dòng đá Vicostone này sẽ không đáp ứng tốt bằng một số dòng đá nhân tạo khác như là đá Silic Sulfide. Tiếp đến là về ưu điểm của đá nhân tạo thường không phải là đá Vicostone. Thứ nhất là một số loại đá có độ bền tốt, ứng dụng đa dạng trên các loại bề mặt. Ưu điểm thứ hai đó là chi phí đa dạng, nhiều sản phẩm có giá thành khá rẻ, màu sắc thì phong phú, đặc biệt là nhiều loại đá có khả năng xuyên sáng, tạo hiệu ứng đẹp và nổi bật cho không gian. Các dòng đá nhân tạo thường thì rất dễ dàng vệ sinh và lau chui. Xét về nhược điểm của dòng đá nhân tạo thường thì độ bền sẽ tùy từng loại đá và thành phần cấu tạo khác nhau. Khả năng chống thấm kém hơn, nhiều loại đá nhân tạo không thể sử dụng cho bề mặt tiếp xúc trực tiếp với nước. Một số loại đá thì dễ bị trầy xước bề mặt làm giảm đi tính thẩm mỹ. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại đá nhân tạo được sử dụng trong nội thất gia đình, nhưng phổ biến và được nhiều người sử dụng nhất phải kể đến ba loại đá. Thứ nhất đó là đá nhân tạo gốc thạch anh, Vicostone. Thứ hai đó là đá nhân tạo Sonic Sofi và thứ ba đó là đá marble. Mỗi loại đá nhân tạo thì sẽ có những ưu và nhược điểm khác nhau. Cho nên là dựa vào nhu cầu và mục đích sử dụng thì chúng ta sẽ lựa chọn loại đá cho phù hợp. Đối với không gian nhà bếp thì vật liệu đá sẽ được sử dụng trong các khu vực như là mặt bằng bếp, mặt dựng, đảo bếp, bàn ăn, vân vân. Khi sử dụng đá nhân tạo cho không gian bếp thì loại đá mà ai đông phiên mọi người nên sử dụng đó là đá Vicostone. Ngoài ra thì dòng đá Vicostone này còn được ứng dụng trong nhiều không gian như là ốp tường, ốp vách, ốp cầu thang, ốp nhà tắm, làm bàn trà, vân vân. Đối với những không gian cần độ bo tròn, bo cong, ví dụ như khi chúng ta muốn làm mặt dựng và mặt bằng bếp, liền mạch, không có cái gờ khi mà kết nối hai thành phần này lại với nhau để tạo nên sự liền mạch và dễ dàng vệ sinh, tăng thêm tính thẩm mỹ, thì dòng đá Sonic Sofi này là một sự lựa chọn tuyệt vời. Ngoài ra thì dòng đá nhân tạo Sonic Sofi này còn ứng dụng được trong nhiều không gian như chúng ta có thể ốp vách, này, ốp cầu thang hoặc là làm bàn trà vân vân. Còn đối với dòng đá marble này thì chúng ta không nên sử dụng ở những khu vực có tiếp xúc trực tiếp với nước như là mặt bằng bếp chẳng hạn. Còn lý do vì sao thì mình đã giải thích ở video trước và mình sẽ tràn liên để mọi người tiện theo dõi. Dòng đá này thì chúng ta chỉ nên sử dụng để ốp mặt tiền hoặc ốp tường thì sẽ hiệu quả hơn. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ sự khác nhau giữa đá thạch anh Vico Stone và đá nhân tạo thường. Hy vọng video này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích về dòng đá nhân tạo nhằm giúp mọi người đưa ra được sự lựa chọn phù hợp. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này và đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh youtube của iDom để đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.